Bên em khi nào bên em review lên ngựa xe rất là đẹp luôn, và chào bán giá với cái giá con này, giờ bên em chào bán với giá là 68 triệu. Anh em nào mua thì nhanh tay liên lạc cho em theo số điện thoại là 0369 nha, 669 659, hoặc anh em ghé thẳng lại địa chỉ cửa hàng bên em ngay đầu hẻm 262 đường Phan Anh, phường Hiệp Tân, quận Tân Phú ha, thành phố Hồ Chí Minh, để anh em xem xe. Anh em thấy con này máy móc này anh thấy khá là đẹp luôn đó, cực kỳ chuẩn. Dòng xe máy V nhìn máy rất là đẹp nha, anh em để ý ha, dòng xe máy V lên máy cực kỳ đẹp luôn đó. Chỉ có mấy dòng mô tô máy V mới đẹp thôi, giá thành nó cũng chênh lệch với rebuild cũng không bao nhiêu. Anh em mua mấy con này anh em chạy cũng rất là đã luôn. Hệ thống đĩa trước của nó hộp số con này vẫn là năm số bình thường nha, vẫn là năm số bình thường, một trước và 2 3 4 5 anh em móc lên ha, số 1 trước 2 3 4 5 anh em móc lên, cần số này rất là dễ dặm luôn, rất là dễ đạp số, rất là dễ móc số. Với cái giá 68 triệu anh em mua mấy con này anh em chạy khá là đẹp, xi nhan của nó là còn nguyên rin nằm ở trên luôn, đó là xi nhan của nó nằm ở trên luôn. Con này là con Sapa hạt lây 170 nha, 170 thì anh em vẫn sử dụng bằng lái A1 bình thường, anh em không cần đổi bằng lái nha đó, rất là tiện lợi cho nhiều anh em ở dưới tỉnh đồ đó, chưa có bằng lái A2 thì anh em mua mấy con này vẫn là phân phối 170. Đó, anh em vẫn sử dụng bằng lái A1 bình thường. Đó. Còn anh em nào muốn mua 250 thì bên em vẫn có luôn nha, 250 bên em có Vento 250, mẫu cũng giống như mẫu này. Và anh em nào chưa đăng ký kênh á, chịu khó bấm giữ đăng ký kênh màu đỏ giùm em. Còn anh em nào đăng ký kênh là thì anh em bấm like ha, bấm like, hoặc anh em chia sẻ lên các trang Facebook cá nhân giống như Facebook, Zalo của mình ha, để nhiều anh em cùng xem. Còn anh em nào hay thường xuyên theo dõi kênh bên Tuấn Mô Tô là thì anh em bấm like để ủng hộ Tuấn Mô Tô nha. Xe nhìn khá là đẹp luôn anh em, quá tuyệt vời. Em quay rất là kỹ nha, nên anh em cứ xem tới xem lui cho kỹ nha, anh em nào thích thì liên lạc cho em ha. Thật anh em cứ để lại bình luận ở dưới nha, em sẽ trực tiếp tư vấn cho anh em.
Rồi em xin chào tạm biệt các anh em nha, và hẹn anh em lại video sau. Em sẽ tiếp tục giới thiệu nhiều xe cho anh em xem. Bên cửa hàng em còn rất là nhiều xe nha. Anh em nào mua thì ghé lên địa chỉ cửa hàng em là 262 đường Phan Anh, phường Hiệp Tân, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh nha. Để anh em xem xe trực tiếp nhiều xe của bên cửa hàng nha. Rồi, và chúc anh em một ngày làm việc thật là tốt đẹp nha. Rồi, em xin chào và hẹn anh em lại video sau. Rồi, hẹn xin chào anh em nha.